Coi vô pháp là phương pháp, coi vô hạn là giới hạn, chỉ vì cảnh giới cao nhất của võ thuật. Bộ phim Tinh Võ Môn, biên kịch Lý Ý Hoa, Trần Thập Tam, Phúc Khánh, Tiêu Quốc Hoa, Hà Vĩnh Niên, Mạc Dĩ Kiện, Trương Quốc Nguyên. Chế tác Âu Hoa Hán, Trần Mộc Thắng. Giám chế Long Thiệu Cơ. Đạo diễn Trần Mộc Thắng. Với sự tham gia của các diễn viên: Trung Tử Đơn trong vai Trần Chân, Dạng Ý Chăng trong vai Võ Điền Do Mỹ, Cao Hùng trong vai Quách Huyên Giáp, Ngô Đình Diệp trong vai Lưu Chấn Thanh, Doãn Thiên Chiếu trong vai Thái Học Phú, Lưu Chí Vinh trong vai Thái Lục Cân, Dương Trạch Lâm trong vai Võ Điền Hạnh Hùng, Khương Hạo Văn trong vai Trung Ca, Lâm Chí Hào trong vai Thạch Tỉnh Anh Minh, Tùng Sang trong vai Ý Kiều, Hà Nghĩa Sanh trong vai Thái Kim Hổ, Phùng Quốc trong vai Nông Kính Tôn, Tiễn Hạo Anh trong vai Thạch Tỉnh Hoàng, Lương Nhật Hào trong vai Lương Hà, Đới Mộng Mộng trong vai Trần Tiểu Yến, cùng một số diễn viên khác. Cho các người biết, người Trung Quốc bọn ta không phải đóng má bệnh phu. Tập 1. Năm 1911, cao trào cách mạng đã lật đổ hoàng triều Mãn Thanh, xây dựng dân quốc. Nhưng thành công đó chỉ là tạm thời. Mấy năm sau, sóng gió nổi lên, Trung Quốc lại lâm vào cảnh quân phiệt chiếm cứ, Nam Bắc phân tranh, hình thành nên cục diện người trong nước đánh với người trong nước, đồng bào chia rẽ. Kẻ địch ngoại bang thừa cơ xâm nhập bá chiếm địa bàn, thiết lập tô giới, chia chác lãnh thổ. Họ còn cười chê người Trung Quốc là Đông Á bệnh phu. Bây giờ giới võ thuật trong nước đều không cho đó là sỉ nhục. Các môn các phái đều có toan tính riêng, tự xưng hùng bá, khiến cho giới võ lâm bị tan đàn xẻ nghé. Người có tiếng tăm nhất bây giờ là Hoắc Nguyên Giáp, rất đau lòng khi thấy dân chúng lầm than, nên mới phát động phong trào gạt bỏ mọi môn phái, hy vọng đoàn kết lại giới võ thuật để thực hiện chủ trương lấy võ thuật cứu nước, sáng lập ra Tinh Võ Môn tại Thượng Hải. Hiệp hội võ thuật Trung Quốc. Gây dựng Trung Hoa. Hiệp anh hùng Hiệp hội võ thuật Trung Quốc. Hội quán Kim Hổ. Hình Ý Môn. Nói thì dễ thôi, Vương sư phụ, chỉ cần năm chiêu là tôi hạ được ổng rồi. Vì có Thái Cực Hình Ý Môn của tôi mới có tư cách đối đầu với hắn. Đừng có làm xấu mặt mình. Ê, tôi đã nói rồi, có chuyện gì từ từ bàn bạc, huống hồ chưa chắc chúng ta đánh lại ổng đâu. Tôi mới chỉ thấy bóng lưng của Quách Huyền Giáp. Ổng dùng Mê Tôn Quyền chỉ cần trong 10 chiêu đánh bại Thất Tinh Quyền Dương Triệu Mạnh Hải. Phải soi chiêu mới biết được. Nếu có đánh lại Vịnh Xuân hay không. Đừng có đánh nữa, không cần tranh nhau để đối phó Quách Huyền Giáp đâu. Dừng tay. Chào các vị sư phụ. Hội trưởng mã, sao không thấy Quách Huyền Giáp tới vậy? Tôi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy mấy đâu, nên đành phải quay về trước. Tôi đã nói rồi mà, đúng là hư danh. Không sai. Tất nhiên là ông ta sợ phương cái thiện của Vịnh Xuân rồi. Nghe tên của tôi là ông ta không dám tới.
còn lập tinh võ môn gì đó nằm mơ giữa ban ngày sao? Các vị sư phụ, Quách Nguyên Giáp từng đánh bại đại lực sĩ người Nga nhiều lần và cả võ sĩ người Nhật, giúp giới võ thuật Trung Hoa nở mày nở mặt. Tôi tin lần này ông ấy muốn thành lập tinh võ môn chắc chắn là có nguyên do. Tôi mặc kệ các ông nói gì, hội trưởng Mã cứ chuyển lời cho Quách Nguyên Giáp. Không có môn phái, không có chiêu thức, lại muốn tập hợp sở trường của bọn tôi để mà nghiên cứu võ thuật. Nói cho ông ta biết, đừng tự cho mình tài giỏi, phải tự lượng sức mình. Đi. Các vị sư phụ. Xin lỗi các vị, bởi vì trên đường có hai chiếc xe ngựa bị lật úp, khiến đường đi tắc nghẽn, cho nên Quách mộ mới tới trễ. Xin các sư phụ lượng thứ cho. Quách sư phụ, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Được, mời. Quách sư phụ, xin cho tôi nói thẳng, các vị sư phụ có mặt ở đây đều nhận được thiệp mời của Quách sư phụ phát ra. Đúng là ông lập võ đường ở Thượng Hải thì chúng tôi rất quan nghênh, nhưng còn về chủ trương trong thiệp mời đó, các vị sư phụ lại có chút không đồng tình lắm. Cho nên chúng tôi mời ông tới đây để cùng nghiên cứu và bàn bạc. Quách sư phụ, ông đề nghị thành lập tinh võ môn. Theo ý của ông, không nên chia môn chia phái, mà phải tập hợp hết tinh hoa các môn các phái lại mới phát huy được cảnh giới cao nhất của võ thuật. Tiểu đệ Đặng Thiên phái Bạch Hạc, như lời Quách sư phụ đã nói, chẳng phải là khinh thường các môn phái chúng tôi à? Nếu các vị sư phụ đồng ý làm theo lời ông, Thái Kim Hổ tôi sẽ lập tức đóng cửa võ đường, rút khỏi giới võ lâm. Quách sư phụ, vậy thì phái Bạch Hạc của chúng tôi cũng không thể tiếp tục tồn tại. Đặng Thiên tôi cũng xin rút luôn. Ông muốn tinh võ môn trở thành thế lực lớn mạnh nhất đúng không? Xin các huynh đệ khoan nóng nảy đã. Chúng ta cứ nghe Quách sư phụ nói coi sao đã nào. Các vị sư phụ, sáng tạo không mất chất, kế thừa không xóa cũ. Tôi chủ trương giới võ thuật không chia môn phái, không hề có chuyện không kính nể các môn phái đâu. Ngược lại, tôi muốn tập hợp sở trường của các phái để phát huy cảnh giới võ thuật cao nhất. Thái Cực Cương Nhu kết hợp, Vịnh Xuân Linh Hoạt hợp cận chiến, Đường Lan nhanh nhẹn tàn nhẫn, Quyền Nam cướp bắt, hình ý nhịp nhàng, tất cả đều có sở trường riêng. Các vị hãy thử nghĩ coi, nếu như có thể tập hợp hết các sở trường đó lại, lập ra môn võ công mới, chẳng phải sẽ càng tinh túy hơn hay sao? Vuốt hổ là vuốt hổ, miệng hạt là miệng hạt, tập hợp là thành cái thứ gì? Nói nhảm. Không sai, ông nhất quyết muốn phá hủy nền võ thuật tồn tại mấy trăm năm. Quách sư phụ, tôi không thể tán thành cách làm của ông. Quách sư phụ, ông sáng tạo ra Mê Tông Quyền liệu có mâu thuẫn với Quách Gia Quyền của tổ tiên ông không? Quách sư phụ, ông làm vậy là khinh sư diệt tổ. Cảnh giới cao nhất của võ thuật là vô hạn, nhưng câu nệ và hình thức thì lại có hạn. Coi giả hậu bát lỗ của tôi đây. Đặc trưng của hậu quyền là nhanh nhẹn dũng mãnh, linh hoạt đa dạng. Quách sư phụ, nếm thử đường lan qua mai của tôi đi. Đường lan có bắt đã, chân mình hai mắt, nhân trung dưới mũi. Giải quyết mọi chuyện ôn hòa. Võ công của hai vị sư phụ vô cùng tinh chuẩn. Ông đùa với chúng tôi. Để tôi lên. Sư phụ cẩn thận, chúng tôi sẽ giúp ông tay. Quách Nguyên Giáp, ông có gan thì soi chiêu Vịnh Xuân với tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kim sư phụ, ông dùng ám khí so chiêu không thỏa đáng đâu. Ám khí so chiêu cái gì? Đây là lục hợp thám tử đao của nhà tôi. Ra ngoài hành tẩu giang hồ sao có thể không có chiêu thức phòng thân. Quật Nguyên Giáp ông đã thua với chiêu này của tôi rồi. Để tôi lên. Mê Tông Quyền. Thái sư phụ, sư có cầu biết mình thủ kém học nghệ không thông. Quát sư phụ đã nhờ ông ba chiêu rồi, ông vẫn còn hồ đồ không biết. Các vị sư phụ, tôi sáng lập Ninh Tinh Võ Môn không chỉ vì theo đuổi cảnh giới cao nhất của võ thuật, mà còn hy vọng thông qua nghiên cứu võ thuật tăng cường sức khỏe, đồng thời đoàn kết lại nhân dân Trung Quốc cùng đồng sức đồng lòng, không còn chia năm xẻ bảy như trước. Người cùng một nước chúng ta không còn tự đánh nhau nữa. Người nước ngoài nhìn thấy được điểm yếu này của chúng ta nên mới mò tới xâm lược. Tôi hy vọng mọi người có thể làm được bốn chữ trên tấm biển này: gây dựng Trung Hoa. Anh về rồi sao? Cha, uống chén trà đi. Con đã kêu cha đừng có đan mấy cái thứ này nữa mà. Cha lớn tuổi vậy rồi, mắt không còn rõ, làm mấy cái việc này mất công mất nhiều sức, ảnh hưởng sức khỏe đó. Dù sao trước kia cha cũng từng là thủ khoa kỳ thi võ, tuy là bây giờ không có làm gì nhưng mà ông ấy vẫn thích võ công lắm đó. Muốn nhiều chuyện thiệt á. Bây giờ cha đã lớn tuổi không luyện võ được thì cứ để ông làm đầu sư tử cho đỡ buồn. Để đâu rồi, mau gọi nó về ăn cơm đi. Huynh có chuyện cần nói với nó. Trần Chân, ăn cơm thôi. Huynh lại gặp xui xẻo rồi. Đại ca muốn đánh mông huynh đó. Trần Chân, ăn cơm thôi. Huynh lại gặp xui xẻo rồi. Đại ca muốn đánh mông huynh đó. Cái này hay đó. Rồng lớn dãy đuôi, rồng nhỏ hỏi đường, hai rồng ba biển, rồng tại cứu thiên. Lại là 10 viên, không tiến bộ chút nào hết. Nhị ca, con mời cha ăn cơm. Mời đại ca, mời đại tẩu ăn cơm. Cha, đại ca đại tẩu, mời mọi người ăn cơm. A Trần à,
Sáng hôm nay trưởng thôn nó nói với huynh nó tối hôm qua để có đánh nhau với đại thủy ngưu ở thôn bên cạnh, còn để sống mất hai cái chuồng heo và đập nát bốn cái chuồng gà trong trang trại trưởng thôn. Người ta đòi chúng ta đền tiền để nói coi phải làm sao. Không có liên quan tới đệ, mấy chuyện đó đều do đại thiên ngưu làm mà, chứ hắn ta đền đi. Muội không tin lời của anh đâu, huynh nói không làm gì hết là nói dối. Không liên quan tới muội, làm quà với muội rồi. Không thèm làm quà với huynh đâu. Lo không ăn thèm cơm đâu. Đi. Không. Đừng cãi nhau nữa. Huynh vừa mới cầu xin trưởng thôn rồi. Ông ấy nói chiều nay để mang theo dụng cụ sửa lại mấy cái chuồng, sửa xong ông sẽ tha cho. Biết rồi đại ca. Muội đi với nó. Không được đánh nhau có biết không? Được thôi. Sao cha chỉ dạy huynh võ công mà không có dạy muội? Lần nào muội hỏi cha cũng chỉ nhìn muội cười thôi. Con gái con lứa học võ công làm gì? Đợi khi muội lớn lên á, rồi gả vào nhà chồng tốt, học võ công có ích gì đâu. Nhưng mà con trai thì khác nha. Nếu như học được võ công á thì sẽ kiếm được việc làm, nuôi cả gia đình của mình. Muội coi huynh muốn tiện tay đánh nhau thì có. Ồ, chẳng lẽ người ta bắt nạt muội, muội nhịn sao? Ừ. À phải rồi nhị ca. Vậy học võ công còn có tác dụng gì nữa không? Huynh không biết, bảo vệ bản thân mình chứ còn gì nữa. Đàn chim én lại bay về rồi. Năm nào chúng cũng bay về vào ngay lúc này hết đó. Nếu muội được tự do bay lượn như chúng thì tốt quá, thật tự do tự tại. Muội tỉnh lại đi ha, đi thôi. Ê, bọn họ lợi dụng cơ hội chuyện rồi. Nhào tới coi đi. Đánh úp bất ngờ. Nhưng mà Quách Nguyên Giáp cũng không hề yếu thế. Từ lúc đó một chiêu đường lan thủ được đánh ra. Đi thôi. Ông dùng thái cực quyền đúng lễ đặng khiêm, xuất chiêu lanh lẹ khiến cho quần hùng kinh hãi. Chỉ trong chốc lát ông ấy đã đánh bại được hai vị trưởng môn. Tiếp ngay sau đó, người xuất hiện chính là trưởng môn của phái Vịnh Xuân là Phương Cái Thiên. Chỉ thấy cả người ông ta nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức đứng vững trên mặt bàn bát tiên, rất oai vệ, coi ra không phải kẻ yếu thế. Nhưng mà Quách Nguyên Giáp cũng lập tức nhảy bật lên mặt bàn tiếp chiêu ngay. Hai người họ lần lượt so chiêu trên mặt bàn, vốn dĩ các chiêu thức cận chiến của phái Vịnh Xuân chưa từng bị phá giải, nổi danh khắp chốn. Nhưng mà Quách Nguyên Giáp cũng không chút thua kém, chỉ đánh ra hai chiêu đã dễ dàng hạ gục được Phương Cái Thiên. Tiếp đó ông đá một cước đánh bay Phương Cái Thiên ngã lăn ra đất. Hey! Xin lỗi các vị nha. Cựu thúc à, con chưa được nghe kể đoạn đầu của chuyện này đó. Con muốn biết là tại sao tám môn phái đó lại hiệp lực với nhau đánh Quách Nguyên Giáp vậy? Đang kể hay mà. Chỉ có một nguyên do mà thôi, đó chính là Quách Nguyên Giáp muốn thống nhất võ thuật Trung Hoa. Tại sao phải thống nhất võ thuật Trung Hoa? Chua. Lại có nhiều ngựa vậy? Mình không biết nữa, tụi mình bao giờ thôi. Trần Gia Khôn. Đừng hết tấm con cái đi. Cha. Đốt sạch cái thôn này. Chà.
Ngọc. Cha, đại ca, nhị ca. Dạ, Yến à, cha. Đừng qua. Buông mùi ra. Được rồi, đứng ở đây đi. Để đại ca và coi, vào trong nguy hiểm lắm. Cha, đại ca, đại ca. Cha, cha, cha. Anh Ngọc, cha, 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 cha. Anh Ngọc, anh Ngọc, cha, anh Ngọc, cha. Dừng. Để lại vài người giết chết nó cho tao. Những người còn lại về sân trại. Đồ đáng chết. Anh Ngọc, xuống địa ngục với vợ của mày đi. Đại ca. Tam đệ, lão Tam. Đại ca, quân binh tới rồi, chạy mau. Đại tẩu, đại tẩu, đại tẩu. Đại tẩu, đại tẩu, đại tẩu, đại tẩu. Chó, chó. Tao sẽ lấy mạng mày. Nhị ca, đại ca chết không toàn thây mà. Đại ca, đại tẩu, nhất định cô sẽ tìm ra đám cướp đó, mong thầy chúng đã thành tân đoạn, gây dựng lại quê hương. Dạ, đại ca, đại tẩu, con sẽ chăm sóc tốt nhị ca. Mọi người dưới suối vàng có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho tụi con. Nhị ca, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Tới Thượng Hải. Có phải Thượng Hải rất xa không? Nhị ca cũng không biết được, chưa đi bao giờ. Vậy chúng ta tới Thượng Hải để làm gì? Tìm vị thuốc. Thượng Hải.
nhà ga Thượng Hải. Bến Thượng Hải. Bỏ lên. Xin hỏi đại ca, tới chỗ này đi thế nào ạ? Nè, sao lại như vậy chứ? Hắn không biết đọc chữ. Nhị ca, ở chỗ đó có chỗ ngồi nghỉ, trông đẹp thật đó. Hay là như vậy, tụi mình vô trong nghỉ ngơi một lát. Được, huynh cũng mệt rồi. Dường qua công gia, hai người không được phép vô trọng. Tại sao vậy? Hai người có biết đọc cái chữ này không? Tôi không biết. Người Trung Hoa và chó không được vào trong. Bây giờ nghe tao nói đi, người Trung Hoa và chó không được vô trong. Cái gì? Ông nói chúng tôi là chó sao? Còn không bằng chó đâu. Tại sao người nước ngoài được vô đó? Đúng là con chó ngu dốt. Để tao dạy dỗ mày lại. Đây là nơi tọa lạc của tôi với Anh Mỹ. Người nước Anh và người nước Mỹ, người Nhật Bản, người Ấn Độ đều có thể đi vô. Chỉ có người Trung Quốc tụi mày là không được vô. Ê, nè, mày làm gì? Muốn đánh người sao? Ông quân đệ, quân đệ, ông quân đệ là quân đệ của tôi. Bỏ tay ra, bỏ tay ra đi. Thôi đi nhị ca. Bỏ đi, xin lỗi nha. Đừng có làm loạn ở đây nữa. Tại sao ngốc vậy chứ? Mấy người nước ngoài bọn họ đánh chết anh chỉ cần đền một đồng là xong chuyện thôi. Anh động tới họ là ngồi tù cả đời đó. Sao lại như vậy chứ? Có hai người ngơ ngác không biết gì kìa, vừa từ dưới quê lên phải không? Đúng vậy, tụi em mới từ quê lên Thượng Hải. Đúng là tụi tôi vừa mới từ quê lên, đúng lúc đi ngang qua chỗ đó, muốn vô ngồi một lát. Ông ta không cho chúng tôi vô, còn mắng chúng tôi là chó. Anh nói còn có thức không? Ê, điều tại mấy ông quan người Trung Quốc của chúng ta đó, đang yên đang lành tự nhiên dân đất của chúng ta cho người nước ngoài. Sao lại có chuyện đó? Ê, đừng nhắc chuyện này nữa. Hai người muốn tìm người đúng không? Đúng rồi. Chúng tôi muốn đi tới chỗ này nè. Chỗ này hả? Chỗ này khó đi lắm đó. Hay là về đi, tôi đưa hai người đi. Chúng tôi không có nhiều tiền. Hãy tới đó rồi hãy tính. Được rồi, lên xe đi. Nè, lên xe đi. Cảm ơn anh nha. Nè, chưa qua, chưa qua. Nè, tới rồi. Tới nơi rồi. Là chỗ này sao? Cách một con đường thôi mà. Anh nói sớm chúng tôi đi bộ là được rồi. Nói với hai người có biết đi thế nào đâu. Trả tôi 2 hào được rồi. Nè, anh đang gạt chúng tôi đó hả? Sao nói tôi gạt anh chứ? Ở chỗ của chúng tôi á, không có gì là gạt hay không gạt hết á. Anh hãy nhớ đây là Thượng Hải nha. Trả tiền đi. Không trả thì làm sao? Ê quên đệ, ngồi xe của tôi thì phải trả tiền. Muốn làm gì? Sao? Rốt cuộc có trả tiền không? Không trả thì đừng hòng ra khỏi con đường này. Đúng rồi, trả tiền đi. Nhị ca, đừng đánh nhau. Chúng ta còn phải tìm Nhị Thúc nữa. Ê, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Đi. Anh Tề Mai. Làm việc cô chút nha. Cho hỏi Trần Toàn có ở đây không? Chúng tôi là họ hàng của ổng. Ai vậy? Lão gia, nói là họ hàng của ông đó. Mời cậu ta vô đi. Mời hai người vào. Nhị Thúc. Cậu là... Con là A Chân đây. Đây là mùi mùi con Tiểu Yến, mà gọi Nhị Thúc đi. Nhị Thúc. À, Trần Chân. Nhớ ra rồi. Nè, bà cứ ăn trước đi. Ăn xong để lại cho tôi, lát tôi về lại ăn tiếp nha. Tôi biết rồi. À Lục, lấy tăm xỉa răng cho tôi. Dạ, lão gia. Ê, hai đứa đừng có ngồi ha. Đi xa như vậy trên người toàn bụi bẩn. Cứ đứng đó đi ha. Họ hàng của lão gia đó. Nó sao? Nó là cháu họ tôi. Chào Nhị Thẩm đi. Nhị Thẩm, Tiểu Yến chào gì đi. Nhị Thẩm. Trời ơi, miếng ngọc bội này đẹp thiệt đó nha. Nè, mau cởi ra cho Nhị Thẩm ngắm thử coi. Ôi trời ơi, màu sắc của miếng ngọc này cũng được đó chứ. À, Minh Minh à, con đeo vô coi có đẹp hay không nè. Ôi trời ơi, đẹp quá. Con có thích hay không hả? Dạ thích. Vậy cứ đeo nó đi ha. Đeo một chút thôi rồi trả lại liền. À đúng rồi, Trần Chân à. Sắp hết năm rồi con còn tới Thượng Hải làm cái gì vậy? Cha con chết rồi. Đệ cả chết rồi, sao mà chết? Bọn cướp đi vào thôn. Người trong thôn đều chết hết rồi. Đúng thật là bất hạnh à. Con đã thề, nhất định phải gây dựng lại quê hương. Nên con mới tới Thượng Hải tìm Thúc. Tìm Thúc? Tìm Thúc để làm gì? Nhờ Thúc trả tiền. Trả tiền? Tiền gì chứ? Cha con từng cho Thúc mượn 1.000 đồng đó. Ê, sao lại như vậy? Cha con nghèo rớt mồng tơi làm gì có tiền cho Thúc mượn. Lại còn cho mượn tới 1.000 lận. Nhị Thúc à, Thúc đã quên chuyện này rồi sao? Thúc tới Thượng Hải làm kinh doanh nhưng mà không có tiền. Cha con đã phải bán đất để có tiền cho Thúc mượn mà. À phải rồi. Tôi nhớ là ông từng kể với tôi đúng là ông có mượn tiền. Ông đúng là hay quên thiệt đó. Nhưng mà số tiền đó ông trả hết rồi mà. Đúng rồi, đã trả hết rồi mà. Trời ơi, trí nhớ tôi kém thiệt à. Trả hết rồi hả? Trả từ thời Viên Thế Khải còn làm tổng thống đó. Viên Thế Khải là ai vậy? Tới cả Viên Thế Khải mà con cũng không biết à.
Con chờ đó một chút đi ha. Chúng tôi sẽ ra ngay Minh thôi. Minh Minh à, đi thôi con. Chờ chút nha. Tiểu Muội à, Muội đói không? Ừ. Lại đây. Trần Chân, nhị thúc của con đã trả 1.000 đồng cho cha con thiệt rồi. Còn cho cha con mượn thêm 500.000 nữa. Không thể. Không thể nào. Sao lại không thể được chứ? Đây, giấy trắng mực đen đây, con tự coi đi. Đây là người chết không thể đối chứng nên thẩm quỳnh nợ. Thẩm mau gọi nhị thúc con ra đây đi. Nhị thúc con có chuyện nên đi mất rồi. Nè con nghe đây, sao con có thể ăn nói như vậy được? Con có biết thân phận hiện giờ của nhị thúc con là gì không? Ông ấy làm nghề môi giới đó. Người làm môi giới đều có địa vị rất cao trong giới xã hội thượng lưu. Con ăn nói như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của ông ấy. Nè nhị thẩm à, Trần Chân con không biết đọc chữ, nhưng mà thẩm đừng gạt con. Hai người làm như vậy là không có tình người. Ta không hiểu con đang nói cái gì đó. Con không cần trả lại 500 đồng, ta sẽ trừ hết vô miếng ngọc vừa rồi. Thẩm nghĩ hay thiệt đó. Mau trả lại miếng ngọc cho con ngay. Muốn làm gì hả? Đánh người sao? Nếu không phải nể mặt cậu là cháu họ của ông ấy, tôi đã gọi phòng tuần bộ bắt cậu rồi. Mau cút đi. Cút ngay đi. Hay là chờ ta lấy chổi đuổi hai người đi thì mới chịu. Bà đúng là lòng dạ trắng độc mà. Tiểu Yến đi thôi. Trả cho tôi. Đừng mau lên. Ôi đồ khốn nạn. Người lúc nãy là nhị thúc gì chứ? Miệng ông ta thối ghê, không biết có đánh răng không nữa. Nhị ca, rõ ràng biết họ đang lừa gạt chúng ta, lại còn tha cho họ nữa. Tiểu Yến à, muội biết nhị ca không giỏi ăn nói mà. Muốn huynh phải làm sao đây? Nếu là muội thì lúc nãy đánh vô ngực bà ta xong, đánh vô lưng một cái. Đánh lưng xong lại đấm cho hai mắt bà ta tím tầm. Sau đó lại đánh vô bụng của bà ta. Đánh vô miệng thối nữa. Đánh gãy hết răng luôn. Nè, sao lúc nãy mùi không nói vậy? Ai mà biết Quỳnh đang nghĩ cái gì? Đừng có nói chuyện này nữa. Giờ phải nghĩ xem làm sao qua được đêm nay nè. Đi thôi. Mau đi thôi. Được rồi, được rồi. Ông chủ à, nhiêu tiền vậy? 5 hào 2 cái. 5 hào 2 cái sao? Tôi chỉ có 2 hào mua được 1 cái thôi. Tất nhiên là không rồi, cậu có tiền không? Còn đòi bán giùm nữa, đồ thần kinh. Không bán thì không bán. Ông giỏi lắm sao? Chị ca ăn ít đi một bữa cũng không có vấn đề gì. Con nhóc này mồm miệng ranh mảnh. Không được mắng người ấy. Tôi không biết mắng người như biết đánh người đó. Được rồi, không mua thì thôi. Mấy người đi mau đi ha. Không bán thì không bán, có gì giỏi đâu chứ. Đi thôi. Nhị ca, sau này chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Muội đừng có khóc mà. Cho dù có ra sao á, huynh cũng sẽ kiếm đủ 1.000 đồng về quê xây lại nhà. Muội ngồi đây chờ, để huynh đi xem có cái gì rẻ mình mua được không. Giờ huynh ở đây nha, đừng khóc đó. Ăn cướp, trả lại tiền cho tôi. Chạy rồi, ăn cướp. Đuổi theo đi. Quân sẽ nhận ngay. Ăn cướp. Ôi, mất tiêu rồi. Trả lại đồ cho tôi. Tránh đường. Ít như vậy thôi sao? Đã chia 37 rồi còn gì? Các người lấy nhiều như vậy, tới bao giờ tôi mới đủ tiền đi Kim Sơn đây? Nói thôi, còn nhiều lần nữa tao bắt mày về đó. Ăn cướp. Đi mau. Đứng lại. Chết.
Tuần bộ, cậu ấy không phải là người cướp của tôi đâu. Không phải là cậu ta cướp sao? Cái tên cướp đồ của tôi mà áo màu đen. Rõ ràng là anh bắt nhầm người rồi. Lưu Chấn Thanh, cậu bắt lầm người rồi. Hey, cậu phải học cách nhận biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu chứ. Cậu bắt lầm nhiều người rồi, cấp trên cũng phải sợ cậu luôn. Đừng nói nhiều nữa, chắc chắn là các anh lại thu tiền rồi thả tên cướp đi. Nè, Lưu Chấn Thanh, anh nói chuyện giữ mồm giữ miệng nha. Ra ngoài làm việc phải linh hoạt à. Hey, đi. Cẩn thận nha. Bà cứ về báo án trước đi. Cậu sống ở khu nào? Hộ tịch là gì? Tôi vừa mới ở quê lên, vẫn chưa có chỗ ở. Nếu không có chuyện gì thì về quê đi. Thượng Hải có nhiều người hỗn tạp, cậu không hợp đâu. Tiểu muội à, sao muội lại có mì ăn? Tô này là của huynh. Vì cả hết tiền rồi. Có một tỷ tỷ trả tiền cho chúng ta. Đó, cái người trên xe màu vàng đó. Nè, huynh có ăn không vậy? Huynh không ăn là muội ăn hết đó. Ngu gì mà không ăn chứ. Tại sao tỷ tỷ đó lại mời chúng huynh ta vậy? Huynh mau ăn đi. Mì này ngon thiệt đó nha. Muội có lạnh không? Tới quên đây rồi muội không thấy lạnh. Còn đói không hả? Quên coi. Ê, sao muội lại có trái lê vậy? Là tỷ tỷ lúc nãy cho muội đó. Quên không ăn, muội ăn đi. Ăn đi. Không ăn đâu. Ăn đi. Không ăn đâu. Thôi, huynh không ăn, muội cũng không Điều ăn. Huynh hả? Muội không ăn, huynh ăn đó nha. Nhị ca, huynh đang nghĩ cái gì đó? Huynh đang nghĩ tới tỷ tỷ vừa nãy. Cổ là người tốt đầu tiên mà huynh gặp được ở Thượng Hải đó. Chứ còn gì nữa, nếu không có tỷ ấy thì tối hôm nay chúng ta sẽ phải nhịn đói rồi. Có muốn gặp lại nữa không? Hình như huynh muốn gặp người ta hơn muội. Đồ đầu to, thiệt là vô dụng. Muốn gặp người ta cũng không dám nè, thừa nhận. Nè, huynh chỉ muốn cảm ơn thôi. Muội nói không ăn mà. Nếu như chúng ta có thể kiếm đủ số tiền đó, quay về quê xây lại nhà mới, hoàn thành tâm nguyện của cha thì tốt biết mấy. Như ca hứa với muội. Vậy thì móc méo đi. Nếu muội có thể bay giữa bầu trời kia thì tốt quá. Đừng có mơ nữa. Nằm mơ cũng được mà. Ông chủ, ở đây có cần người không? Cái gì tôi cũng làm được. Vận chuyển đồ đạc, cần nhiều sức lực đều được. Có từng làm ở đâu chưa? Không có, tôi vừa mới ở quê lên. Cậu có từng theo ai không? Ý ông là sao? Có từng bái sư học nghệ chưa? Chưa có. Tức là không có thân phận gì. Nếu không có chúng tôi không có thuê được đâu. Phải có thân phận mới được thuê hay sao? Huynh đệ à, ở Thượng Hải á, mà không có thân phận thì khó sống lắm à. Giống như mấy xưởng gia công gỗ ở đây, ông chủ chính là Thái Lục Cân của Thanh Bang. Nếu cậu đi theo ổng thì muốn sao cũng được. Vậy nếu như không theo ai thì không tìm được việc sao? Không phải vậy, giống mấy công nhân lao động kia thôi. Nếu cậu đồng ý chỉ nhận nửa tiền công, chúng tôi sẽ nhận. Cậu có làm không? Định đánh chết người sao? À Long, à Quý. Thiếu gia, thiếu gia. Cậu ta làm gì vậy? Thiếu gia, cậu ta tới xin làm. Mày tới tìm việc làm phải không? Nhiều chuyện vậy. Mày phải biết ở Thượng Hải này mà đắc tội tao là khó sống đó. Đủ rồi,
Tôi không cố ý vô lễ. Câm miệng lại cho tao. Lát nữa tao tính sổ với mày sao? Mày nói tao trả thiếu nửa tháng tiền của mày à? Phải không? Không có. Mày đã nghĩ kỹ chưa? Không có. Không hả? Không thì vẫn đánh. Đánh. À Quý. Dạ phu thiếu gia. Ở đây ai là người khỏe nhất? Đừng quá. Là Trung đó. Gọi nó ra đi. À Trung. Hả? Mày muốn làm ở đây thì phải thắng nó. Hai đứa mày, ai vận chuyển được gỗ tới chỗ cờ trước thì coi như người đó thắng. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, nhanh lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, nhanh lên, chạy đây, chạy đây, cố lên, nhanh lên, cố lên, chạy nhanh lên, cố lên, cố lên, chạy đây, chạy đây, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, chạy đây, chạy đây, cố lên, cố lên, chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, cố lên, nhanh lên, nhanh lên đi. Nhanh, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, cố lên, nhanh 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 lên. Quản công đâu? Dạ cậu Phú có chuyện gì? Thu nhận nó. Dạ. Phú chú dạ, thằng nhóc đó không để mặt cậu mà cậu còn thuê à? Chính vì chuyện này nên tao mới thuê nó. Tao không muốn giết nó, tao muốn từ từ hành hạ nó. Có việc trò tiêu khiển. Phú thiếu gia thôi cậu đi làm việc đi. Cảm ơn nha. Lúc nãy vô cùng xin lỗi anh, tôi chỉ muốn kiếm tiền. À phải rồi, anh tên là gì? Tôi là Trần Chân. Tôi là Trung. Trung ca, xin lỗi cậu nghe, là tôi chơi xấu cậu trước, nhưng mà cậu đừng có trách tôi. Nếu tôi không làm theo lời bọn họ, không biết họ đối xử tôi sao nữa. Tại sao bị trừ một nửa tiền công dữ lắm? Không lẽ họ kinh doanh không tốt sao? Kinh doanh rất tốt, trước kia 30 đồng một tháng, sau này chỉ còn có 15 đồng thôi, nửa còn lại chảy vào túi Phú thiếu gia rồi. Nói làm gì, người ta là con trai của Thái Lục gia, muốn gì được cái đó, còn đứng đó làm gì nữa, làm việc đi. Được rồi, không nói nữa, gặp lại sau nghe. Trung ca à? Có chỗ ở nào không vậy?